Bây giờ thầy có một cái link như thế này đúng không? Link như ở trên màn hình các bạn ấy. Đây là một cái link của một cái API đúng không? Và chúng ta sẽ phải đọc cái này lên thành một cái đọc cái dữ liệu này lên Android nhé. Các bạn chú ý ở đây là nó sẽ có các cái ảnh này này, cho nên cái việc xử lý các cái ảnh nó sẽ lằng ngoằng đấy đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái thư viện, bạn có thể dùng là Picasso hay là Glide gì đấy đúng không? Thế thì dùng thư viện gì cũng được, ví dụ dùng Picasso thì bạn thầy có gửi cho các bạn ở trong cái phần Classroom rồi. Chúng ta có thể nếu mà muốn tìm ý, thì chúng ta sẽ tìm như thế này là Gradle đúng không? Version đấy, thế thì nó sẽ cho bạn một cái Gradle version ở đây đúng không? Thì ta copy vào là được thôi. Ví dụ bạn copy cái này vào đúng không? Thế là được. Ví dụ đây đúng không? Ta copy cái này vào. Nhá. Có cái này vào là cái ok. Hay là nếu như chúng ta thích thì ta có thể thêm một cái câu nữa là Latest version đúng không? Đấy. Nó sẽ cho bạn một cái link ở đây. Và chúng ta sẽ lấy cái đường này, ta copy cái này, ta đưa vào trong cái dự án của chúng ta. Thì đó là cái cách mà chúng ta lấy một cái thư viện. Tương tự như thế cái Glide, hoặc là bạn có thể dùng cái Glide nào cũng được này. Đấy, cái này cũng thế đúng không? Nhá. Thì hai thằng thư viện nó đọc như nhau, em thích dùng thư viện nào cũng được. Cái trường hợp này thầy sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng cái thư viện là Picasso nhé, Picasso. Rồi, thế bây giờ các bạn sẽ tạo một cái dự án là mới. Nếu như chúng ta không tạo dự án mới cũng được, tại vì thầy hôm nay thầy mang cái máy khác cho nên thầy phải tạo một cái dự án khác. Các bạn sẽ đây, chúng ta chọn một cái này. Philip. Tốt nhất chúng ta đừng tạo dự án mới nhé, ta dùng trên cái dự án cũ. Tạo các cái package mới thôi để tránh lỗi, tạo mới nó hay lỗi lắm. Mỗi lần tạo dự án là khá mất thời gian đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo một cái package mới. Ví dụ ở đây các bạn nhấn phải chuột này, chúng ta ghi một cái package mới. Bạn ghi là tuần 6 đúng không? Ví dụ thế. Và bây giờ các bạn sẽ tạo một cái activity này. Chọn empty activity view nhé. Và chúng ta chọn là Java hay Kotlin tùy chúng ta. Trong trường hợp này thầy sẽ hướng dẫn các bạn bằng Java đúng không? Và ghi là T61 main Java. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ được thực hiện theo cái mô hình là chúng ta đọc dữ liệu từ đây. Chúng ta sẽ có một cái mô hình như này. Giả sử bây giờ thầy cần có một cái cần đọc cái dữ liệu từ một con server, chính là cái server của cái đường cái API vừa rồi, đúng không? Thầy có cái API đấy, đúng không? Và đây là cái API. Nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải đọc dữ liệu từ cái API này sang, đúng không? Thế chúng ta nhìn cái API này này. Cái API này nó sẽ có một cái cấu trúc, đúng không? Cấu trúc là như một cái bảng dữ liệu kiểu như thế này, đúng không? Đấy. Dạng như đây là mảng của các đối tượng, đúng không? Thế thì các bạn sẽ phải có một cái model để nó để chúng ta lưu cái dữ liệu này, đúng không? Như vậy đâu đó ở bên cái khu vực này chúng ta phải có một cái model ở đây. Nó sẽ có một bộ đồ với các trường dữ liệu tương ứng với cái trường dữ liệu ở trong API, đúng không? Mô đồ được chưa nhỉ? Cái mô đồ dữ liệu này nó sẽ chứa những cái phần dữ liệu để nó tương ứng với cái API này đã. Sau đó cái mô đồ này nó thông qua một cái adapter, nó đẩy cái item view, đúng không, vào cái list view. Như vậy đâu đó chỗ này chúng ta sẽ có một cái activity này, đúng không? Đây là activity. Và sẽ thông qua một cái adapter, đúng không? Có một cái adapter ở đây. Kiểu này, đúng không? Adapter. Đây gọi là adapter này. Nó sẽ đẩy cái item view của chúng ta, đúng không? Đây là những cái item view ở trong này. Đây là item view của nó đây nhé. Đẩy. Thì trong này nó sẽ có những cái trường dữ liệu như là trường ảnh, kiểu gì cũng sẽ có phần ảnh rồi, đúng không? Và các trường dữ liệu khác, có chưa nhỉ? Đây này. Để cuối cùng chúng ta sẽ có được cái này, đúng không? Đấy, ta sẽ có những cái này, được chưa nhỉ? Ý là như vậy nhé. Rồi, như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một cái model đây. Cái này là nó thông qua cái môi trường internet nhé, nó sẽ đọc dữ liệu từ đây này, đúng không? Qua đây, đúng không? Được đẩy đến đây. Đấy, đến các thành phần này nhé. Rồi. Thế thì ở đây nó sẽ có phải có một cái model đầu tiên, đúng không? Model có cấu trúc giống hệt như cái thành phần của API. Như vậy các bạn là bây giờ thầy sẽ phải chúng ta sẽ copy cái này, đúng không? Copy cái này vào đâu nhỉ? Vào cái chỗ module app này. Add đây nhé. Cái cấu trúc mới là nó hơi khác, cho nên chúng ta sẽ phải đổi lại thành cái kiểu này. Thế mới nhận, đúng không? Sau đó chúng ta kích vào gì? Xin Now nhé. Xin Now. Rồi, như vậy ta đã download cái thư viện Picasso về rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bước đầu tiên là cái bước số 1. Đấy là bạn phải tạo một cái gì đấy? Cái model, đúng không? Model. Vậy cái model này thì ta nhìn ở trên này, muốn biết model nó là cái gì thì chúng ta phải nhìn ở trên này. Bao gồm các trường là Search, Image, Style ID. Đó. Rồi thì cái gì ABC đấy, có mấy trường này này. Thế thì chúng ta sẽ tạo một cái model tên là Product. Các bạn sẽ vào đây. Tạo một cái model tên là product. Đó. Trong cái product này thì nó sẽ có các trường. Thứ nhất là gì? Là đây phải copy. Thôi chưa cần copy vội, nhưng mà chúng ta sẽ ghi ví dụ như là style ID này, đúng không? Thứ hai là chi nhánh này, thứ ba là giá, thứ bốn là edition info, đúng không? Và thứ năm là 1 2 3 4 5 trường. Ok, như vậy bạn sẽ ghi ở đây là cái private nó string, đúng không? Style ID, nó là gì? Brand là nhánh, đúng không? 5 trường. Tiếp theo ta sẽ có price, Tiếp theo ta sẽ có trường add distance info, đúng không? Đó. Đó. Additional info. Và cuối cùng là trường gì? Trường search image, đúng không? Đây. Đấy là cái URL của cái hình ảnh, được chưa? Thế giờ sau khi làm xong thì chúng ta sẽ nhấn phải chuột này, chúng ta sẽ implement mấy cái generate. Thứ nhất là cái constructor không có tham số. Thứ hai generate này. Cái constructor với tất cả các tham số, giữ ship này. Cái việc này. Và cuối cùng là chúng ta sẽ getter and setter, đúng không? Nhấn phải chuột, chọn getter and setter. Đấy, giữ ship này, kích vào đây là chúng ta đã có đầy đủ các cái trường dữ liệu, đúng không? Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cái giao diện chính của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái là cái giao diện chính là cái này, nó chính là một cái list view. Ở đây bạn sẽ phải sửa thành cái list view. List view cũng được. Kéo vào đây. Các bạn sẽ ghi là list view, đúng không? T61 list view. Các bạn sẽ sửa lại một chút cho này để nó match pattern hết. Match pattern hết. Có chưa nhỉ? Hết lỗi. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái adapter. Cái thứ hai là bạn phải có một cái adapter. Chính là cái này, đúng không? Adapter thì nó sẽ gồm hai thành phần. Một là cái thành phần là cái file code và một thành phần là cái file item view, đúng không? Item view chính là cái file XML. Vì vậy chúng ta sẽ phải tạo hai cái file đó. Thế bây giờ ta sẽ tạo cái đầu tiên là cái file code này. Thì các bạn sẽ viết vào đây. Chúng ta sẽ ghi là adapter new Java class, chúng ta sẽ ghi là product adapter. Và thứ hai là bạn phải có một cái item view cho nó, đúng không? Thì cái item view này nó sẽ gồm trường các cái trường hình ảnh để cho đơn giản để bạn làm thế này. Cái trường hình ảnh như sau, các bạn sẽ thêm vào đây, các bạn sẽ mở cái red này ra này, sẽ có cái layout này. Chúng ta sẽ thêm vào đây một cái layout resource. Đây, nhấn phải chuột này, chọn new này, tìm đến cái chữ liên quan đến XML và chọn cái layout XML file nhé, layout XML file, và các bạn sẽ ghi là item view, đúng không? T61 dạng đi lên layout. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ bố trí cái view này. Thì các bạn nhìn đây, bạn bố trí theo cái view này, chúng ta sẽ có này 1 trường, 2 trường, 3 trường, 4 trường, 5 trường. Thì trường hình ảnh thì nằm đầu tiên, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ bố trí cái này là các bạn có thể code được. Đây chúng ta thích thì chúng ta sẽ có orientation. Orientation. Chúng ta sẽ ghi là vertical, đúng không? Đấy. Các bạn tắt tiếng Việt đi. Bây giờ chúng ta sẽ ghi một cái image view, đúng không? Đấy. Width thì các bạn cho nó là bao nhiêu cũng được, đúng không? Các bạn có thể cho nó theo kiểu là một cái kích thước cố định, hoặc là bạn có thể set một cái mesh pattern, đúng không? Nhưng mà theo thầy là các bạn nên để cái một cái kích thước là chiều rộng ấy thì là mesh pattern, còn chiều cao thì nó nhỏ thôi nhá. Ví dụ tùy thuộc vào kích thước ảnh thì chiều rộng là mesh pattern này, chiều cao thì bạn cho nó nhỏ thôi, ví dụ như là tầm độ 200 dp. Thế là ok, đúng không? Tiếp theo ta sẽ có ID, đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ ghi là item, đúng không? Product, đúng không? Image, view, đúng không? Kiểu thế. Bạn để tên nào cũng được nhé. Ví dụ thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái src, cho nó một cái đi, là một cái ảnh, ví dụ như là một cái ảnh này đi, cho một cái ảnh này, ví dụ thế nhé. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có một cái ảnh đầu tiên rồi, đúng không? Như thế này, thấy chưa nhỉ? Rồi. Bây giờ ta sẽ có các trường dữ liệu tiếp theo nhé. Trường dữ liệu tiếp theo thì ở đây ta sẽ có trường là style ID, đúng không? Style ID. Đấy. Như vậy ta sẽ có thứ nhất là cái TextView, được chưa? Width thì chúng ta để là gì? Mesh Parent. Chiều cao là gì? Wrap Content, đúng không? ID thì các bạn có thể đặt tên là một cái tên nào đấy, ví dụ như là ở đây chúng ta muốn sự thể hiện cái Style ID thì bạn sẽ ghi là Style ID TextView, ví dụ như thế, đúng không? Item đó, Style ID đó, TextView. Đấy. Nhá. Thế chúng ta sẽ ghi thêm cái text vào đây cũng được. Ví dụ bạn ghi một cái text, ví dụ như là Style ID. Đấy, đó chưa nhỉ? Đấy, thế là xong. Như vậy ta có cái thứ hai nhá. Ngoài ra các em có thể cho nó text size nó to lên một chút cũng được, màu sắc thì tùy các bạn nhé. Ví dụ như là chúng ta sẽ có margin, thêm là margin này. Nếu mà thích thì cho thêm một vài cái nữa vào đây, ví dụ như là margin này, đúng không? Đấy, ví dụ như là ta cho nó 10 dp đó. Và text size các bạn cho nó to lên một tí, ví dụ như là 15 dp nhé. Đấy, thì cũng là một cách. Đấy, như thế này, đúng không? Cái này báo lỗi cái gì nhỉ? Cái này báo lỗi gì? Issue cái gì này? SP à? Kệ. Rồi như vậy là ta đã tạo xong một cái, những cái sau thì ta chỉ cần copy, đúng không? Những cái sau thì ta chỉ cần copy thôi là xong nhé. Thì bạn sẽ copy cái này. Đấy, đúng không? Bây giờ thay vì cái thứ hai là cái text view rồi, bây giờ ta sẽ đến cái thứ ba nữa là gì đấy? Là brand, đúng không? Brand. Đó. Và chỗ này trước khi là brand. Đó. Tiếp theo, cái tiếp theo nó là gì đây? Là giá, đúng không? Là price. Đó, cái này ghi là price. Được chưa nhỉ? Brand này. Và cuối cùng nó là cái edition info, đúng không? Edition info thì các bạn có thể để một cái nào đấy cũng được. Chúng ta copy tiếp. Đó chứ nhỉ? Ôi giời chết. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghi là edition này. Info. Thì chúng ta copy cái này, ta đưa vào đây thôi. Rồi. nhá. Làm lỗi thế. Rồi, như vậy ta đã có một cái item view. Cái này nếu mà các bạn kéo thả được thì nó đỡ bị lỗi thế này. Ok, đấy là cái item view thì chúng ta cứ xử lý như thế nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái mục tiếp theo là chúng ta viết cái, nó gọi là cái adapter đúng không? Thì các bạn sẽ ghi đây, adapter đây, thì các bạn sẽ extend từ gì đây, base adapter nhé. Khi mà extend từ base adapter thì nó chúng ta phải override khá nhiều thứ. Ta chọn là gì đây, implement method, bao gồm có các method này. Tôi đã giải thích các method này rồi đúng không? Đây là lấy tổng số item, đây là lấy về một item, đây là lấy về cái vị trí của cái item, và đây là lấy về cái view. Quan trọng nhất là hàm này. Hàm lấy về view thì nó sẽ có hai thành phần là generate ra cái view, và thứ hai là gì? Trả về dữ liệu đúng không? Như vậy để làm việc đó thì bây giờ chúng ta sẽ phải khởi tạo một cái một số những cái thông tin vào đây. Ví dụ như chúng ta sẽ có private là gì, contact đúng không? Là gì đây, m contact. Đấy là cái tham số thứ nhất. Thứ hai là một cái list private đúng không? Cái list ở đây các bạn sẽ truyền một cái là product. Đó, bạn ghi là m product list đấy nhá. Rồi, giờ ta sẽ có một cái hàm khởi tạo đúng không? Hàm khởi tạo thì các bạn sẽ nhấn phải chuột vào đây, chọn generate cái constructor với hai tham số này. Đấy nhá. Đấy, thì chúng ta đã khởi tạo xong đúng không? Đấy nhá. Thì lúc này chúng ta sẽ có gán cái contact đúng không? Mở contact thì nhận giá trị bằng contact. Đấy. Rồi. Đó là cái, bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp những cái thành phần khác. Ví dụ như cái chỗ này thì get count thì nó return cái gì các bạn? Là m product list chấm gì đấy? Chấm gì? Chấm size đúng không? Thì nó trả về cho bạn một cái tổng số các cái item nhé, tổng số các item. Rồi tiếp theo các cái hàm khác, nếu chúng ta muốn lấy cái get item này, tức là trả về một cái object đúng không? Thì chúng ta sẽ có là gì đây, m product list đúng không? Chúng ta sẽ get gì, get cái position. Còn cái trả về cái này thì các bạn trả về thẳng một cái position là ok đúng không? Cái này ta đều biết cả rồi. Một cách để người ta ôn lại nó đúng không? Thế còn cái hàm này thì nó sẽ rắc rối hơn một tí. Thì bây giờ để làm được cái này, cái hàm phần dưới này chúng ta sẽ cần phải có một cái lớp bên ngoài là lớp ViewHolder đúng không? Để nó xử lý. Vậy chúng ta sẽ định nghĩa một cái lớp nội ở trong này nhé. Đây thì các bạn sẽ định nghĩa một cái lớp nội ở trong này. Đây, định nghĩa một cái lớp nội nhé. Ta có một cái static này đúng không? Class là gì? View holder là T61 nhé. Ở đây chúng ta sẽ có các trường là tương ứng với cái view này đúng không? Tương ứng với cái view bạn vừa làm đây này. Đấy là chúng ta sẽ có các trường là một trường gì? List, một trường là image view và 4 trường là text view đúng không? Như vậy các bạn sẽ sửa vào đây. Đây, bao gồm có này, image view đúng không? Là image view này đúng không? Tiếp theo text view thì sẽ có mấy trường các bạn? Sẽ có 4 trường đúng không? Sẽ có style, ID đúng không? TV được chưa nhỉ? Tiếp theo ta có brand TV, tiếp theo ta có price TV đúng không? Tiếp theo ta có edition. Info đúng không? TV. Đấy. Như vậy ta có được các cái trường dữ liệu là một cái view holder. Cái view này nó chính là để nắm giữ cái layout nhé, nắm giữ cái layout mà như chúng ta đã biết rồi đúng không? Nắm giữ cái layout. Thì bây giờ ở đây sẽ có hai nhiệm vụ đúng không? Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ gì? Tạo view, và nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ gì? Gắn dữ liệu đúng không? Đúng không? Đấy. Nhiệm vụ tạo view thì chúng ta cần khai báo một cái view holder đúng không? Holder nhé, yeah. holder thôi, được chưa nhỉ? Bây giờ ta kiểm tra nếu như cái convert view này này, được chưa nhỉ? Convert view này mà nó bằng null thì tức là chúng ta phải tạo view mới đúng không? Thì cần tạo view mới. Đó. Nếu mà nó bằng null thì phải tạo view mới. Còn nếu mà nó không bằng null tức là else đúng không? Đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy về view cũ đúng không? Đó. Được chứ nhỉ? Cái thao tác mà ghét về cái view cũ thì nó rất là dễ. Chúng ta viết trước holder sẽ bằng ép kiểu sang gì? View holder. Và chúng ta sẽ có convert view.get gì? Get tag như nhỉ? Được chứ nhỉ? Và đến cái đoạn này thì chúng ta mới gì? Đúng không? Set gì? Set data for gì? For view đúng không? Tức là set dữ liệu cho view. Cái đoạn này thì nó là ngoằng không tính này. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ cần phải lấy một cái đối tượng là gì? Sinh layout đúng không? Đối tượng sinh layout đúng chưa nhỉ? Tức là object đó. Generate layout đó. Thì object đấy là gì các bạn? Chính là gì? Convert view sẽ bằng gì? Layout Inflater đúng không? Chấm from, truyền cái context này vào đúng không? Uầy, sao lại không cho tôi chuyển context tới kia? Rồi ok, kệ nó. Và chấm in flat đúng không? R chấm layout chấm cái gì tên là item đây này, item view T61 đúng không? Item view T61 đúng không? Parent cho nó là con của thằng này đúng không? Và thằng này là phô. Attack rút hay không? Không rút, không attack nhé. Thì đây là một cái lựa chọn thôi. Thì đây là một cái đối tượng này để nó sinh ra layout đúng không? Sinh layout. Thế enter những dòng này cho nó dễ nhìn này nhé. Được, sinh layout. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo mới cái view holder. Như vậy có cái layout này, là sau cái bước này thì ta có một cái layout trắng, chưa có gì cả đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ phải tạo mới cái view holder để chúng ta nắm giữ cái layout đúng không? Như vậy ta sẽ có cái view holder. Holder sẽ bằng new của gì? View holder nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ gán từng trường đúng như nhỉ? Ta gán từng trường này, ta sẽ có holder đúng không? Chấm cái gì liên quan đến ImageView. Đó, ImageView. Thì sẽ bằng ConvertView chấm gì đấy? File view by r chấm id chấm cái gì đấy liên quan đến product image view đúng không? Đấy, cái này đây. Đây là ánh xạ từng trường đúng không? Đây là reference. Đúng chưa? Đó. Đấy, ánh xạ từng trường. Và chúng ta sẽ có các cái trường này, ta sẽ có holder này. Chấm. Cái thứ hai là gì đấy? Brand đúng không? Hay là chấm ID trước đúng không? Style ID sẽ bằng convert view chấm file r chấm ID chấm cái gì liên quan đến style ID đúng không? Thứ ba là cái holder này chấm cái brand thì bằng convert view chấm file r.id chấm cái gì đấy brand đúng không? 4 là holder chấm brand rồi đến gì nhỉ? Đến giá đúng không? Convert view chấm file r.id chấm cái gì price đấy đúng không? Và cuối cùng ta sẽ có holder chấm edition sẽ bằng convert view chấm file r.id chấm cái gì đấy edition đấy đúng không? Ok, như vậy tạm anh xạ xong rồi. Sau khi anh xạ xong thì các bạn cần tạo một cái mẫu để lần sau sử dụng đúng không? Đúng không? Đó. Nghĩa là chúng ta tạo một cái mẫu để sử dụng. Thì cách tạo chúng ta sẽ có convert view chấm gì đấy, set gì, set tag, và chúng ta sẽ chuyển đây cái holder. Đấy. Như vậy là ta đã tạo xong giao diện rồi. Cái đoạn này là gì? Chưa có giao diện mới thì ta tạo một giao diện trắng này. Bây giờ ta ánh xạ các trường dữ liệu của chúng ta vào đúng không? Còn đã có dữ liệu rồi thì chúng ta sẽ lấy về cái view cũ thôi. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ set data for view này, tức là chúng ta gắn dữ liệu trong view. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái là product. Đúng không? Product này, ta có product sẽ bằng m product list chấm gì get của cái position. Đấy. Lấy về một cái vị trí hiện thời đúng không? Bây giờ ta sẽ xử lý hiển thị ảnh này, hiển thị ảnh này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện như sau. If mà cái đây là lấy về một cái object này, để ta kiểm tra là if mà cái product mà nó khác gì? Khác null thì ta mới xử lý đúng không? Thì ta sẽ có pi cái chỗ này là display image này đúng không? Ta sẽ có này Picasso đúng không? Chấm get đúng không? Chấm load. Load cái đường dẫn của chúng ta thì cái đường dẫn nó sẽ là gì? Product chấm cái gì liên quan đến get search image nhá. Đấy. Đó chứ nhỉ? Rồi, sau chúng ta sẽ là xong into này. Đấy chứ nhỉ? Into là holder đúng không? Chấm gì đây? Image view nhé. Đấy. Thì đấy là cái việc chúng ta hiển thị ảnh đó. Tiếp theo là chúng ta là get cái data khác đúng không? For nhá, tức là thiết lập dữ liệu cho các trường khác thì ta sẽ có holder. Được chưa nhỉ? Chấm là các trường từ lần lượt nhé. Rồi, chấm này, set tag này đúng không? Chúng ta sẽ có product chấm get edition info holder này chấm cái thứ hai là brand set tag là gì đây? Brand product chấm get br gì đấy brand nhé. Cái thứ ba là holder chấm cái price chấm set text thì bằng product chấm get price. Cái thứ tư là holder chấm style id đúng không? Style id chấm set text thì bằng product chấm get là gì? Cái style id. Hết chưa nhỉ? Còn trường nữa đúng không? Nó còn cái trường gì nhỉ? Holder. À, hết rồi nhỉ? Hết rồi đấy. 4 trường là đủ rồi đúng không? Cuối cùng chúng ta return gì? Return cái convert view. Đấy, đúng chưa nhỉ? Đấy. Thì đó là cái phần là liên quan đến cái adapter đúng không? Bây giờ ta sẽ có xong cái phần này, trong cái phần này đúng không? Thì chúng ta sẽ tạo một cái list view tạo rồi này đúng không? Bây giờ ta sang bên cái chỗ này, cái phần tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ xử lý là để đưa dữ liệu về cái activity, chính là cái bước số 3. Đó. Thì làm thế nào để làm được việc đó thì các bạn sẽ quay trở về cái phần activity main nhé. Ở đây chúng ta sẽ khai báo một cái là cái private này đúng không? List view ListView nhé. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo một cái adapter này. Chúng ta sẽ khai báo là private, đúng không? Product adapter nhé. Adapter. Bây giờ ta sẽ lấy một cái list để đọc dữ liệu là private này. Cái list và list ở đây sẽ là gì đây? Product. Được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ ghi là product list. Đấy. Rồi, như vậy là ta đã có được cái phần cơ bản rồi. Bây giờ ta ánh xạ cái list view này, chúng ta sẽ có list view bằng file r.id. Cái gì list view đấy, đúng không? Rồi, ok, như vậy là ta đã ánh xạ xong cái list view. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái adapter. Ta sẽ có này, adapter sẽ bằng gì đây? New của product adapter, đúng không? Chúng ta sẽ truyền vào đây cái zip và chỗ này là gì đây? Product list nhé. Và cuối cùng ta sẽ có listview.set adapter và chuyển đến adapter. Rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà chạy như thế này thì nó sẽ ra một cái dữ liệu rỗng chứ có gì cả, vì chúng ta chưa xử lý đọc dữ liệu, đúng không? Bây giờ chúng ta cần phải đọc dữ liệu từ internet. Thế thì có rất nhiều cách, các bạn đã học về volley, đúng không? Retrofit hay là gì đấy, hoặc là chúng ta thậm chí là dùng AsyncTask, đúng không? Dùng cái gì cũng được, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ get data này from API này, đúng không? From API. Thì chúng ta sẽ có này new, đúng không? Fetch đây chứ nhỉ? Product, đúng không? Tag, ví dụ thế. Đấy chứ nhỉ? Và chúng ta sẽ chấm gì? Execute. Đấy nhá. Bây giờ ta sẽ phải thực hiện cái này, đấy chứ nhỉ? Thực hiện cái này. Thực hiện cái phần đọc dữ liệu này, chúng ta sẽ dùng AsyncTask, đúng không? Như vậy ta sẽ thực hiện ở đây, các bạn sẽ định nghĩa một cái lớp nội ở đây nhá. Lớp nội ở đây. Ta sẽ có này, private này, class, tên class đây nhá. Ok chưa? Extend từ gì đấy? AsyncTask. Đấy nhỉ? AsyncTask thì ở đây chúng ta sẽ kiểu dữ liệu truyền vào là gì? Tức là cái hàm do in background, cái hàm do in background thì nó sẽ là void, tức là chúng ta không truyền cái gì cả thì nó sẽ là void, đúng không? Đúng như nhỉ? Trạng thái trong quá trình, tức là trạng thái quá trình của nó thì chúng ta cũng để là void, nếu như chúng ta không muốn nhận cái dữ liệu nào về, đúng không? Còn cái dữ liệu cuối cùng chúng ta muốn nhận về chuỗi thì chúng ta sẽ trả về là string, đúng nhỉ? Như vậy cái hàm thứ nhất nó sẽ là kiểu void, hàm thứ hai cũng là kiểu void và hàm thứ ba là gì? String. Thực ra là chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái thứ nhất, thứ ba này, thường là chẳng hạn như chúng ta muốn truyền chuỗi thì chúng ta sẽ truyền nó là string này, đúng không? Nhưng vì đây chúng ta không truyền gì cả, đúng như nhỉ? Do vậy chúng ta sẽ để là gì? Kiểu void nhé. Kiểu void cái này này là thể hiện là hàm do in background nhá, do in background là trả về kiểu void. Đây là cái hàm quá trình là process, đúng không? Thì chúng ta cũng không quan tâm thì ta trả về kiểu void. Còn cái chỗ này là gì? Chúng ta muốn lấy dữ liệu trả về thì chúng ta lấy kiểu string như nhỉ. Nếu bạn không thích lấy dữ liệu trả về thì chúng ta dùng gì? Dùng void. Tóm lại nó là cái kiểu dữ liệu trả về nhé. Thì đây thầy muốn lấy cái dữ liệu trả về thì trả về string nhé. Và enter. Lập tức nó sẽ bảo chúng ta phải cái gì đó, đúng không? Nó phải bảo chúng ta là phải override mấy cái implement method, đúng không? Đấy. Như vậy cái do in background này nó sẽ trả về là void, đúng không? Cái hàm này là hàm gì? Lấy dữ liệu, đúng không? Từ server, đúng không? Get data from API, đúng không? Đúng chưa? Nhá, đấy. Qua internet. Đúng chưa nhỉ? Còn một cái hàm nữa là hàm on port execute, nghĩa là ở đây ta sẽ có on này, port này, execute này. Đúng chưa nhỉ? Thì cái hàm này là hàm gì? Return, đúng không? Data, đúng không? For gì? Client. Đấy, như vậy một hàm đọc dữ liệu và một hàm gì? Trả về dữ liệu, đúng không? Rồi, cách này cũng hơi cổ lộ sĩ nhưng mà thôi vẫn dùng được, đúng không? Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái này, đúng không? Thì cái do in background, đúng không? Chúng ta sẽ thực hiện cái do in background, tức là chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ server, Muốn lấy dữ liệu từ server thì chúng ta sẽ cần tạo một cái string này, builder nhá, string builder nhá. Ta có response được chưa nhỉ? Response sẽ bằng new string builder. Cái này dùng để gì? Chứa gì? Chứa kết quả nhá, chứa kết quả như nhỉ. Cái này dùng để gì? Đó, lưu trữ cái result đúng không? Đó chứ nhỉ? Đấy, cái này lưu trữ result. Bây giờ ta thực hiện try catch này. Try catch này, ta sẽ có URL đúng không? URL sẽ bằng gì đấy? New của URL nhá, URL. Và chúng ta sẽ truyền vào đây cái đường dẫn của nó nhé. Thì cái đường dẫn ở đây thì các bạn có cái đường dẫn này, bạn copy đây này, đường dẫn này thầy đang cần lấy cái đường dẫn này đúng không? Rồi ok nhé. Đấy, đường dẫn đây nhé. Và nó bắt chúng ta phải kết thì chúng ta sẽ cho nó cái kết vào đây. Đó như đấy. Thế. Ok chưa? Thì đây là cái đường dẫn như nhỉ. Thứ hai là chúng ta sẽ tạo một cái kết nối này, ta sẽ có HttpURLConnection đúng không? Là connection ép kiểu sang gì? HttpURLConnection đúng không? Và chỗ này chúng ta có URL chấm gì đấy? Open connection. Đấy. Lập tức nó lại bắt chúng ta phải gì? Phải kết một lần nữa được như nhỉ? Thì cho nó kết để cho nó thỏa mãn này. Chúng ta sẽ kết cái này vào đây. Kết vào, như vậy thì có hai cái kết đúng không? Như nhỉ? Đây cái này được gọi là URL này. Đây là open connection này. Đó. Và cuối cùng là chúng ta sẽ thực hiện làm gì? Phương thức đọc dữ liệu đúng không? Set method. Đó. For gì? Read data. Đó. Thì ở đây ta dùng phương thức get nhé. Ta sẽ có connection này. Đúng chưa? Chấm set request method. Và phương thức của chúng ta là phương thức gì? Get. Tại vì đã chạy được trên trình duyệt nên là dùng phương thức get rồi. Đó chứ nhỉ? Ok, bây giờ chúng ta mới tiến hành tạo bộ đệm đúng không? Đúng không? Đúng không? Buffer. Đúng chưa? Tạo bộ đệm để đọc dữ liệu. Thế thì bộ đệm đọc dữ liệu đây chúng ta sẽ dùng cái gì? Buffer reader. Đúng không? Bộ đệm đọc dữ liệu này, buffer reader. Reader sẽ bằng new của buffer reader nhé. Và chúng ta sẽ có new gì đây? Input stream reader đúng không? Chỗ này ta sẽ truyền vào là connection chấm gì đấy? Get input stream nhé. Đấy. Ý tưởng là như vậy đúng không? Input stream reader và connection chấm get input stream. Đúng không? Ok, đã bây giờ ta thực hiện đọc dữ liệu này đúng không? Đúng không? Thực hiện đọc dữ liệu này. Bây giờ là đến đọc dữ liệu đây. Đó. Như vậy chúng ta sẽ đọc theo từng dòng một đúng không? Chúng ta sẽ có này string line đúng không? Và chúng ta sẽ có cho cái này vào đúng không? Chúng ta sẽ ghi là line sẽ nhận giá trị bằng gì các bạn? Là reader chấm gì đấy? Read line đúng không? Nếu như cái này không phải là null thì chúng ta tiếp tục gì? Tiếp tục đọc. Như nhỉ? Tức là đọc cho đến khi null, đọc cho đến khi hết thì thôi. Đọc cho đến khi hết file đúng không? Tức là end file đúng không? Read đúng chưa? Anti đúng chưa? EOF tức là gì? End file, đọc đến lúc end file. Được chưa nhỉ? Và chúng ta sẽ có response chấm gì đấy? Append cái line này vào. Tức là đưa dòng đọc được đúng không? Vào gì? Vào cái phần response đúng không? Rồi ok, sau khi đọc xong thì ta làm gì? Ta đóng kết nối lại nhá. Ta có cái reader chấm reader này đúng không? Chấm gì đấy? Close Đọc xong rồi thì phải đóng kết quả lại và cuối cùng chúng ta sẽ trả về một cái không phải return null mà chúng ta phải thực hiện ngay trong cái phần này, đúng không? Tức là sau cái get, sau cái get này, sau get, đúng không? Thì chúng ta sẽ return cái response chấm gì đấy, chấm toString đấy, chúng ta trả về kết quả, đúng không? Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta mới thực hiện là cái kết quả này thì nó được trả về cho cái client, chính là cái này, đúng không? Tức là cái kết quả này được chuyển xuống đây nhé, chuyển xuống đây. Kết quả này, kết quả nhận được là nó đẩy xuống đây để trả về kết quả cho người dùng. Bây giờ nó trả về kết quả cho người dùng là nó trả về một tập dữ liệu như thế này này, đúng không? Bây giờ muốn làm xử lý cái dữ liệu này ta làm nào các bạn? Chúng ta phải dùng cái gì? Hôm trước học rồi, mảng của các đối tượng, đúng không? Vậy chúng ta phải gì? Lấy về một cái mảng trước và chúng ta sẽ lấy về các đối tượng sau, đúng không? Như vậy ở đây các bạn sẽ phải thực hiện như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có onPod execute thì chúng ta sẽ kiểm tra, xóa cái này đi. Các bạn có thể thực hiện là if mà result s à, nó lại dùng là s à, s này, đúng không? Thầy ghi là result đây cho nó dễ, s được mà khác null, tức là nếu bằng null thì không xử lý, đúng chưa? Cho nên nó khác null xử lý, và cái gì đây, cái này không rỗng, đúng không? Thì mới xử lý, đúng không? Được chưa nhỉ? Đấy, nó chỉ thực hiện trong trường hợp này thôi. Còn nếu mà nó rỗng, null với rỗng là khác nhau nhé. À, null với lại ký tự trắng là khác nhau nhé. Nếu trả về null thì cũng không xử lý, và trả về ký tự trắng cũng không xử lý. Nếu mà đến thế này chúng ta mới xử lý này, đúng không? Nhất là chúng ta sẽ có JSON gì đây, ob gì, object, đúng không? JSON sẽ bằng gì đấy, bằng new của JSON object, và chúng ta truyền vào đây cái s gì nhỉ? Đấy. Nghĩa là chúng ta sẽ phân tách thành gì? Các JSON object, đây có rất nhiều object này, object nhiều này, nó ta phân tách thành các object nhé. Thì đây nó bắt chúng ta phải kết, thì ta kết cho nó một cái, đúng không? Đấy. Ok, như vậy ta tạo được các cái JSON object rồi, đúng không? Bây giờ ta chuyển thành cái mảng, đúng không? Như vậy ta sẽ có này, bởi vì đây nó là mảng của các gì? Các đối tượng, đúng không? Đó chứ nhỉ? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành mảng này. JSON object thì bằng JSON, bằng new JSON object. Chuyển thành mảng này. Chúng ta sẽ có JSON gì? Ở đây, đúng không? Và product ở đây. Đúng không? Thì bằng gì đây? JSON chấm gì đấy? Get JSON gì? JSON ở đây, đúng không? Get JSON ở đây. Và chúng ta sẽ truyền cái tên của nó. Tên đấy là gì các bạn? Là gì đây? Là product, đúng không? Ctrl C nhé. Copy cái này này. Tên của nó là product. Đấy. Ok chưa? Đấy. Như vậy ta sẽ tạo, ta sẽ lấy về một mảng các đối tượng, đúng không? Được chưa nhỉ? Đây là get, được chưa? Get array for gì? Object nhá. Đấy, chúng ta lấy về một mảng của các đối tượng. Rồi. Được chưa? Rồi, ok. Thế bây giờ mảng các đối tượng thì dễ rồi, đến đây ta sẽ for, đúng không? For là gì đây? In y bằng mấy? 0. Y nhỏ hơn là gì đây? Product array, đúng không? Chấm gì đây? Len và y cộng cộng nhé. Bây giờ ta lấy từng trường, đúng không? À, lấy từng về từng đối tượng này, cái này đến đây nó quen thuộc rồi, đúng không? Ta có JSON of gì? Object, đúng nhá. Là product object. Được chưa nhỉ? Sẽ bằng gì đây? Product array, đúng không? Chấm gì đây? Get JSON object thứ mấy? Thứ y, đúng không? Đấy, nó lấy từ y. Rồi bây giờ ta sẽ lấy tiếp các trường là gì đây? String của style ID, đúng không? Đến đây là chúng ta phải điền chính xác này, không ghi vào bãi nữa, đúng không? Style ID ta sẽ có product object, đúng không? Chấm gì đây? Get string, và chúng ta chuyển cái style ID vào đây. Nhưng mà sang đây mới copy nhá. Vào đây mới copy này, copy đúng cái này này. Bạn mà ghi sai cái này là nó sẽ không chạy nhá, phải copy chứ không phải gõ, đúng không? Lúc này là phải copy. Rồi, ok. Như vậy lấy được trường ID rồi, đúng không? Tiếp theo ta lấy về cái trường tiếp theo là trường brand, đúng không? Như vậy ta sẽ có string brand, đúng không? Sẽ bằng cái gì? Product object .get string, và chúng ta chuyển vào đây cái brand, nhưng mà nó phải là copy cái này nhá. Đấy. Tiếp theo ta sẽ đến cái trường là trường price, nó sẽ bằng product object .get string và price, lúc này phải vào đây copy. Đó, đấy. Được chưa nhỉ? 3 trường rồi, đúng không? Còn trường gì nữa? Trường addition info, đúng không? Nghĩa là chúng ta sẽ có cái trường là addition info. Đúng không? Addition. Info sẽ bằng product object .get string, và chúng ta sẽ lấy cái addition info chính là cái này. Ok chưa? Và trường thứ 5 chính là trường hình ảnh, đúng không? Ta có string search image, đúng không? Sẽ bằng product object .get string, và chúng ta truyền đây. Cái này cũng phải đi copy nhá. Rồi. Đấy. Nếu mà bạn không copy là nó sẽ không chạy đâu. Gõ đúng là khó lắm đấy. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tạo một add tất cả thành một cái product nhé. Chúng ta sẽ có product này, product. Đúng không? Product sẽ bằng new của product, và chúng ta sẽ truyền vào đây là gì đấy? Style ID này, ok chưa? Brand. Được chưa nhỉ? Price. Rồi addition info, và cuối cùng là gì? Search image. Ok chưa? Rồi. Và chúng ta sẽ thêm vào cái mảng là product list, đúng không? Chấm add product vào đây. Đấy. Đấy, rõ chưa nhỉ? Đấy. Và sau khi đọc xong thì các bạn ra khỏi cái này, ra khỏi cái chỗ này này, chúng ta sẽ có để mà cập nhật lại, refresh lại cái product list thì ta sẽ có adapter chấm gì còn nhớ không? Notify dataset thì set trên, đúng như nhỉ? Để update vào cái adapter nhá. Đấy. Notify dataset trên, đúng không? Rồi, ok, kết thì kệ nó rồi, đúng không? Kết thì thế là ok rồi. Thế còn cái món này L thì sao? Kết thì ok rồi, đúng không? Về đến L này. Thì ta đưa thông báo nó đấy, tốt, đúng không? Chấm make text chẳng hạn. Được chưa nhỉ? Là T61 main activity .gist, đó. Và sẽ ghi là gì đây? Không biết ghi cái gì nhỉ? Tức là lỗi đọc dữ liệu, đúng không? Lỗi đọc dữ liệu. Rồi. Thế là xong, đúng không? Ồ. Rồi, đây là hiển thị thông báo là lỗi đó chứ nhỉ, có vậy thôi. Rồi ok. Và chúng ta không được quên một việc là nếu chạy được thì chúng ta phải đưa quyền internet cho nó vào đây nhé. Chúng ta có này, use permission là cái gì đấy phải có internet ở trên nhà. Đấy là việc thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải đổi cho nó là app compat nhé. Cái theme của nó đâu nhỉ? Theme là không dùng theme này, ta sẽ dùng theme là .app compat .live, tức là cho nó màu sáng, và dùng theme app compat. Chúng ta phải thêm quyền internet này và thêm cái app compat này nhé. Nếu không chạy là lỗi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy thử xem là có hiển thị không. Khi chạy các bạn nhớ mở cái locket này lên này để chúng ta kiểm soát lỗi nhé. Và chúng ta cái chỗ này chúng ta nên ghi chữ error vào đây nhé, để chúng ta lấy cái level lỗi của nó ta kiểm soát nhé. Chạy thôi, kệ nó thôi. Hello World này, Hello World này. Như vậy do chúng ta chưa đổi activity đúng không? Các bạn sẽ vào manifest và cho cái thằng đấy chạy đi. Intent filter, các bạn cắt cái intent filter này đi này. Và cho cái T61 này chạy này. Đổi thành chu. Và gõ bỏ cái dấu này đi. Thêm dấu sổ chéo vào. Enter xuống dòng để tạo thẻ mở, thẻ đóng cho activity. Và paste mọi thứ, cái intent filter vào giữa thẻ mở và thẻ đóng của activity. Đúng này ta mới chạy. Vậy lỗi rồi. Lỗi thì phải xem lỗi ở đâu. Thời gian sửa lỗi nó sẽ rất mất thời gian đúng không? Ta phải xem. Thế thì cách xem lỗi thì ta sẽ xem vào cái Unable to Start Activity, Null Pointer Exception này, List Size Null Object. Vấn đề là cái dòng bao nhiêu? Sao nó lại ghi thế này làm sao mình không kiểm soát được? Chạy lại lần nữa nhé, để cho nó biết lỗi đâu ta xử lý tiếp. Rồi. Đọc cái lỗi này không hiểu là cái lỗi gì. Activity chỗ nào nhỉ? Null này, nhưng mà null nó ở chỗ nào? List of size này đúng không? Cái list of size này này. Như vậy cái chỗ nào nhỉ? Như vậy là chúng ta thôi, ta phải debug thôi, không có cách nào cả. Không đoán được lỗi thì phải debug. Chắc là chỗ này đúng không? Ta sẽ debug từ chỗ này đi. Có chạy đến đây không? Không chạy đến đây cơ. Thế thì chạy đến đây không? Chạy đến đây đúng không? Như vậy là nó nhảy vào adapter rồi. ta xem chỗ này đi. Rồi, chắc là ở phần adapter rồi. Ok, bây giờ ta sẽ kiểm tra lại cái adapter xem chỗ này đúng chưa nhá. Chúng ta nhấn F9 này. Ồ, không vào đến đây à? Mở context. Đây, chỗ này đây. Ra đến chỗ này. Thì vẫn đun này. Product list, nhận giá trị ở product list, context và product list này. Context và product list. Context product list. Context là mở context này, product list đây rồi. Bằng bỏ này đi cho nó đỡ lẫn context và product list, context như vậy. Ở đây nó có một cái product list là bằng null này. Null thì nó không set adapter được. Thế thì làm thế này. Đấy. Product list bằng new cho nó khởi tạo đã, đúng không? Đấy, ngon đúng không? Nếu mà trường hợp các bạn nó không hiển thị thì chúng ta thêm cho thầy một cái dòng này vào nhé, bởi vì có nhiều trường hợp các bạn chạy trên máy các bạn không hiển thị đâu, do thầy config rồi đấy. Ta thêm một cái dòng này vào này, nếu trong trường hợp nó vẫn không hiển thị ảnh, tức là nhiều trường hợp là dữ liệu nó vẫn hiển thị nhưng mà ảnh nó không hiển thị, thì bạn thêm thầy cái dòng này vào nhé, là cái use clear text traffic này nhé, bằng chu nhé. Nghĩa là tóm lại là kiểu gì các bạn phải có cái này nó mới chạy này nhé, và thêm cái này nó mới chạy này. Và đương nhiên là cái chỗ app compass này cũng phải thêm. ba cái đấy nó mới chạy nhé. Nhiều trường hợp là nó không lên dữ liệu đâu, nó không lên. Nếu mà không có cái dòng này là nhiều khi nó còn không lên dữ liệu cơ nhé. Do trên cái project của thầy nó đã config rồi cho nên nó mới hiển thị được. Chứ còn máy các bạn nhiều khi là nó không hiển thị, cho nên bạn nhớ thầy ba cái dòng này nhé. Dòng này này phải thêm vào đây này, dòng này phải thêm vào đây, và dòng này phải thêm vào đây nhé. Đấy. Có ba dòng như thế nhé. Rồi thì chạy nó mới ok, thì mới đảm bảo là chạy được. Còn nếu mà có những lỗi nào phát sinh nữa thì chúng ta tính tiếp, chứ tạm thời nó chưa phát sinh. Ok nhé, đọc dữ liệu rồi đấy, là nó chưa load được thôi chứ không phải là không ấy được nhé. Thế nếu nó chưa load được thì chúng ta thêm một cái dòng ở đây để ra cái placeholder ở đây nhé. Ví dụ như nó chưa load được thì chúng ta sẽ có thể thêm một cái dòng ở đây. Bạn sẽ có này. Không có đấy. Rồi. Cái chỗ này này. Đấy, chấm đây. Đấy, chúng ta sẽ chọn là r chấm cái drawable, cho một cái ảnh đại diện vào, đúng không? Chấm cái ảnh này, nếu nó chưa hiển thị được thì chúng ta cho nó cái ảnh đấy vào để cho nó nhìn nó đỡ, lấy một cái ảnh đại diện, đúng không? Ví dụ thế. Đấy, thế nó sẽ hiển thị, cái nào chưa hiển thị nó sẽ có đấy, nhá. Cái này chưa hiển thị kệ nó, nhưng một lúc nó sẽ được, hiểu chưa nhỉ? Tức là khi nó chưa đọc kịp ấy, hiểu chưa nhỉ? Ok nhá. Ok, như vậy là ta đã giải quyết xong cái bài toán là chúng ta đọc dữ liệu dạng ảnh lên một cái list product, đúng không? Đến các phần sau thì chúng ta sẽ kích vào cái item này, nó sẽ ra phần chi tiết của nó, đúng không? Đó chưa nhỉ? Đó là xử lý sự kiện là chi tiết. Còn sau nữa thì ta kích vào cái phần chi tiết thì nó sẽ thêm cái dữ liệu này vào giỏ hàng, đúng không? Thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán bán hàng, đó chưa nhỉ? Thì các bạn có thể view lại toàn bộ cái phần code này nhé. Để nhắc lại về cách làm này. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải có ba cái file này. Đầu tiên là bạn có cái product trước, đúng không? Product trước. Đấy. Cái product thì chúng ta chỉ cần tạo cái phần này thôi nhé. Sau đó chúng ta toàn generate code thôi, được chưa nhỉ? Đấy. Code dài thế này nhưng thực tế là nó không có nhiều, mà chúng ta không phải gõ nhiều đâu, toàn generate hết, đúng không? Cái thứ hai là ta phải thiết kế cái adapter cho nó, đúng không? Thì để thiết kế được cái adapter thì đầu tiên chúng ta phải chú ý là chúng ta tạo cho cái item view như thế này, được chưa nhỉ? Bao gồm có hình ảnh này, các trường dữ liệu liên quan ở đây, được chưa nhỉ? 5 trường dữ liệu. Đây là hình ảnh này và các trường dữ liệu. Bạn có thể nhìn thấy hình ảnh đây. Đây là image view này, đây là các cái text view, đúng không? Nếu mà cái phần code của nó thì nó sẽ kiểu như thế này, đúng không? Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái phần adapter cho nó. Adapter thì chúng ta sẽ chú ý là chúng ta sẽ phải, việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải vào cái này, vào cái phần này này, đúng không? Và chúng ta sẽ thêm cho thầy cái thư viện đọc dữ liệu đã. Thư viện này là thư viện để load ảnh, đúng không? Rồi chúng ta mới quay về phần adapter, đúng không? Rồi, ok. Phần adapter thì chúng ta viết bình thường, chúng ta kế thừa từ base adapter và nó sẽ sinh ra cho bạn các cái hàm này, bao gồm có các hàm lấy về tổng số các item này, đúng không? Hàm lấy về một cái đây, hàm này là hàm lấy về một cái object, hàm này là hàm lấy về một cái vị trí, và cái hàm thứ tư hàm lấy về item này, đúng không? Hàm thứ tư là hàm lấy về cái view. Hàm lấy về view thì nó lại có hai bước, là bước thứ nhất là gì? Thiết lập cho nó cái view, và bước thứ hai là gì? Là gán dữ liệu cho nó, được chưa nhỉ? Đấy, gán dữ liệu cho nó. Thì đây là cái phần thiết lập dữ liệu này, và đây là phần gán dữ liệu này, được chưa nhỉ? Và đây cái chỗ này là cái chỗ đọc dữ liệu từ ảnh đấy, ảnh đây, đúng không? Đấy nhá. Ok. Và đương nhiên chúng ta phải có một cái view holder để nắm giữ các cái thành phần đó nhé. Đấy. Rồi cuối cùng chúng ta mới viết đến cái phần activity. Activity thì chúng ta cần có một cái list view trước nhé. List view. Nó có một cái list view này thôi, đó chứ nhỉ. Và chúng ta sẽ dùng cái activity này, đúng không? Rồi. Ok chưa? Đấy. Thế thì các bạn nhớ là bạn khởi tạo cho cái này nhé. Bạn quên khởi tạo là nó như gặp lỗi như thầy vừa rồi, đó chứ nhỉ. Và đây là cái chỗ này là cái hàm mà chúng ta sẽ dùng AsyncTask. AsyncTask thì nó sẽ có hai phần. Các bạn chú ý tham số truyền vào và tham số truyền vào void thì nó ứng với cái void này nhé. String thì ứng với cái string này, đúng chưa nhỉ? Đúng chưa nhỉ? Thế còn cái void ở giữa nó là cái tham số quá trình. Nếu bạn không muốn nhận thì chúng ta để là void, đúng chưa nhỉ? Và đây là cái hàm do in background là cái hàm gì? Thực hiện dữ liệu, đọc dữ liệu từ gì? Server. Ở đây ta có cái đường link này là để đọc dữ liệu, đúng không? Đó chứ nhỉ? Đấy. Và cuối cùng nó trả về cho bạn cái response.toString, tức là nó trả về cho người dùng đấy, đúng không? Thì người dùng thực ra là trả về cho client. Còn client thì bắt đầu nó xử lý tiếp này. Client chính là cái này, nghĩa là cái response này nó sẽ được đẩy đến chữ S này. Đấy chứ nhỉ? Và ta sẽ xử lý cái này. Thì quan trọng ấy là bạn phải xem cái cấu trúc của nó là như thế này. Đây chính là gì? Mảng của các đối tượng, đúng không? Chúng ta phải xem cái cấu trúc này để ta xử lý. Thế cái cấu trúc này thì chúng ta xử lý đầu tiên ta lấy về cái object này. Sau đó ta chuyển sang gì? Dạng mảng, đúng không? Sau đó ta đọc cái mảng đấy. Đó. Và nhớ là khi đọc mảng thì phải copy. Copy ở đây nhé. Copy đây này, nếu không là sẽ bị sai đấy. Mình không có chính xác được đâu. Cuối cùng chúng ta sẽ tạo một cái đối tượng và add vào product list. Và cuối cùng chúng ta sẽ dùng notify dataset trên để update cái adapter nhé. Đấy. Rồi. Thế thôi, đúng không? Đấy, và cách chúng ta gọi hàm thì ta gọi dựa cái hàm này nhé. Hàm này. Dùng cái execute, tức là nó sẽ cái execute này sẽ thực hiện hai hàm nhé. Hàm thứ nhất là hàm này, đó chứ nhỉ? Và hàm thứ hai là hàm này, đó chứ nhỉ? Đấy, gọi cái execute đấy nhưng mà thực hiện hai hàm nhé. Bởi vì cái execute đấy nó là một cái hàm là hàm như là nó thực hiện hai tác vụ. Tác vụ thứ nhất là gọi đọc dữ liệu từ server và tác vụ thứ hai là trả kết quả về cho client, đó chứ nhỉ? Nó cũng giống như là bạn dùng volley với lại retrofit ấy nhé. Và cuối cùng là các bạn không được quên cái việc là vào Android Manifest chúng ta config ba cái dòng này nhé, 1, 2 và cái thứ ba chính là cái này, đó chứ nhỉ? Thì lúc đó chạy mới ok nhé.